Hello, xin chào bạn. Hiện tại trên tay của mình đang là một chiếc máy ảnh Sony Alpha A6000. Cũng khá là lâu rồi hôm nay mới có dịp trên tay một chiếc Sony Alpha A6000. Và điều đặc biệt là đây một chiếc máy ảnh cực kỳ đẹp. Nó rơi vào tầm khoảng 99,9%. Cái chiếc này nó chỉ mới chụp là hơn 300 kiểu, cụ thể là 365 kiểu gì đấy. Còn nếu các bạn mà tìm ở những cái cửa hàng khác thì bèo nhất thì nó phải rơi vào tầm vài ngàn shot các bạn ạ. Vài ngàn shot với một chiếc máy mà chụp vài trăm kiểu như cái chiếc mà mình đang trên tay trên đây là một điều hết sức khác nhau các bạn nhé. A6000 thì là một cái chiếc mà mình nghĩ là cũng không cần phải nói quá nhiều về nó. Đây là một cái chiếc máy ảnh mirrorless quốc dân của Sony. Nó rất là giữ giá. Từ trước đến nay mình thấy là cho tới thời điểm hiện tại, từ cái lúc mà mình làm video, nó có trải qua thăng trầm giá lên xuống, nhưng mà nếu với những cái chiếc mà ngoại hình đẹp như thế này thì nó rơi vào tầm xấp xỉ 8 triệu là chuyện hết sức bình thường. Nó giống như kiểu các bạn mua một chiếc xe máy mà các bạn chỉ đi 300 km rồi các bạn bán cho người khác ấy, thì cái ngoại hình của cái chiếc xe máy nó đẹp như thế nào thì cái chiếc A6000 này nó sẽ đẹp như thế các bạn ạ. Nếu bạn nào mua ở xa mà khi mà các bạn nhận hàng các bạn nhìn thấy một cái vết xước nào ở trên cái máy này thì cứ mỗi vết xước mình phải trừ đi 100 cho các bạn, cho các bạn thấy được rằng cái ngoại hình của chiếc này thì cực kỳ là đẹp luôn. Nếu các bạn nhìn ở ngoài đời nó sẽ đẹp hơn, còn nhìn ở trên video nó cứ thế, nó bị kiểu xỉn xỉn như thế nào ấy. Mình có gắn thêm một cái con mignon như thế này, các bạn hoàn toàn có thể là tháo ra. Chủ cũ người ta gắn thêm một cái con này nhìn trông nó khá là nữ tính. Thông số kỹ thuật của A6000 thì nó sử dụng một cái cảm biến APS-C, hệ số crop là 1.5. Độ phân giải của cái cảm biến này là 24 megapixel. Sony Alpha A6000 thì nó có một cái ống ngắm EVF ở đây. Ống ngắm này thì sẽ giúp cho các bạn có thể ngắm chụp nếu trong trường hợp mà các bạn chụp ảnh. Và đây là một cái chiếc Sony Alpha A5001. Hôm nọ mình đã làm video trên tay những cái chiếc Sony Alpha A5001 này, mình đã nói cho các bạn rằng là chất lượng hình ảnh của cái chiếc Sony Alpha A5001 và A6000 hoàn toàn giống nhau các bạn nhé. Kể cả về cái màn hình, độ hiển thị cũng như là độ phân giải của cái cảm biến đều là 24 megapixel cả. Tuy nhiên con A5001 ấy thì nó tốc độ chụp của nó không bằng được con Sony Alpha A6000. Sony Alpha A6000 tốc độ chụp của nó rơi tầm 9-10 kiểu một giây. Có nghĩa là trong vòng một giây nó sẽ chụp 9-10 kiểu để giúp cho các bạn có thể giữ được khoảnh khắc tốt hơn. Còn Sony Alpha A5001 nó chỉ là 6.1. Sony Alpha A5001 nó có một cái màn hình lật, các bạn phải để ý cái này. Nếu các bạn mà quay phim làm vlog thì các bạn cần phải cái này chứ không phải cần cái tốc độ chụp. Kể cả trong cái trường hợp các bạn chụp đi chăng nữa thì con A5001 này nó vẫn chụp tốt bằng con A6000. Có chăng là con A6000 này nó hơn về cái tốc độ chụp này, hơn về kiểu dáng cầm nắm. Các bạn có thể nhìn thấy cái kiểu dáng cầm nắm của con A6000 này, nó có một cái báng cầm rất là tốt ở đây. Còn con A5001 thì nó báng cầm nó hụt hơi một tí. Và vị trí nút các bạn có thể nhìn thấy con A6000 ấy thì nó có xét nhiều nút ra ngoài giúp cho bạn can thiệp về thông số kỹ thuật nó nhanh hơn. Còn về chất lượng hình ảnh nó giống y hệt nhau. Có chăng con A5001 này nó có màn hình cảm ứng và màn hình lật xoay. Đây là một cái điều mà ghi điểm của con A5001. Với một cái ngoại hình như thế này thì hai cái con này nó chênh nhau rơi với tầm khoảng độ 1.6 triệu các bạn ạ. Con này là 6.2 triệu cộng thêm 1.6 triệu thì là ra con này 7.8 triệu. Thì với cái số tiền chênh đấy các bạn có thể đập thêm tiền để chúng ta mua thêm những cái ống kính. Mà khi mà các bạn sử dụng con A5001 này, các bạn mua thêm một cái ống kính ví dụ như 50.8 rơi vào tầm khoảng 3.5 triệu nữa thì chất lượng hình ảnh nó lại đập chết cái con A6000 này kèm kíp. Trong cái video này thì kể cả mình đang giới thiệu cho các bạn con A6000 này, nhưng mà rõ ràng nếu các bạn có điều kiện kinh tế nó chỉ rơi vào tổng hơn trên dưới 6 triệu thì các bạn cứ trực tiếp mua con A5001 này giúp mình. Thì cái con này rất là tốt luôn, mà ở Việt Nam mình đánh giá rất xấu của nó và cũng rất ít người bán cái con này. Dạo gần đây thì người ta có xu hướng là thiên về quay phim làm vlog nhiều hơn là chụp bình thường. Do vậy bạn nào đang có nhu cầu tìm hiểu con A5001 hoặc con A6000 có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại ghi trên video nhé. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo khi mình trên tay những cái chiếc máy cũ khác nhé.